đánh cá không? Dạ biết, đánh cá, đánh người em đánh hết. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Xinh quá. Chào em tên là gì? Dạ em chào chị, em tên là Kim Huệ. Em năm nay 27 tuổi. Huệ hiện giờ đang làm gì? Dạ em là kỹ sư nông nghiệp. Hiện em đang làm kỹ thuật sản xuất hoa chị. Là một cái nghề nghiệp cũng rất là hay, kỹ sư nông nghiệp. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem chàng trai chúng ta làm nghề gì nha. Xin mời. Chào bạn. Dạ, bạn làm nghề gì? Dạ em là kiến trúc sư. Kiến trúc sư. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là cùng tên với anh Linh. Em là Thành Linh. Thành Linh. Dạ. Thành Linh làm kiến trúc sư. Dạ. Bạn nhiêu tuổi rồi? Dạ em 28. 28 dạ. Rồi. Dạ. Mẹ ơi, cái dạ. Em có thể giới thiệu sơ được cái công việc của em là cụ thể là em làm công việc gì? Dạ em chăm sóc hoa kiểng, là trồng những cây hoa đó chị. Bán hoa treo mà bán ngoài thị trường đó. Hôm nay đến đây cảm giác bạn ra sao khi mà gặp một cô kỹ sư nông nghiệp đang trồng hoa? Chắc em nghĩ chắc cá tính cũng mạnh. Tại vì thường là những người làm kỹ thuật là cá tính mạnh. Bạn hồi đó giờ bạn vẽ công trình nào là lớn nhất rồi? Dạ công trình mới đây là tụi em làm là học viện hành chính gia. Bà học tốt nghiệp ra lâu chưa? Dạ em đi làm được 3 năm rồi. 3 năm? Dạ. Làm công ty riêng hay là công ty cho? Em làm hiện đang làm cho công ty tư vấn thiết kế xây dựng giá trị kỹ thuật Việt. Một chàng trai đẹp trai thế này, đô con thế này mà kiến trúc sư nữa thì tôi nghĩ rằng làm gì có chuyện mà không có người yêu. Tại vì cũng do cái tính chất công việc á, không có thời gian cho bạn gái nhiều lắm. Sở thích của bạn là gì? Em thích chơi thể thao, chủ yếu là chơi tạ. Thích vẽ. Huệ ơi, sao xinh vậy mà lại ế là chị không có không hiểu đâu nha, tại sao? Em nghĩ là chắc tại em tiếp xúc với hoa cỏ nhiều, không có tiếp xúc với người nhiều nên không có cơ hội. Rồi mong muốn mình đến với chương trình là mình tìm được người đàn ông của mình là người như thế nào? Em thích người hơi mập mập, không có kén ăn. Thường mấy người kén ăn khó nuôi lắm. À có nghĩa là em quyết định là em sẽ tìm một người về để em nuôi đúng không? Dạ. Em không thích điểm nào ở người đàn ông của mình? Người ba hoa, nói xạo, nói được mà làm không được. Có nghĩa là mấy người nói nhiều mà làm thì ít. Dạ. Có, em... bên đây có nổ gì không? Dạ không, em nói ít nhưng mà làm nhiều. Ít làm nhiều không? Dạ. Dạ được rồi. Thì có khi không nói thì làm luôn. Bây giờ bạn bên kia đó là tiếp xúc với hoa nhiều hơn, ít tiếp xúc với người. Dạ. Bạn tiếp xúc với người nhiều hơn, tiếp xúc với bạn vẽ nhiều hơn. Dạ, em tiếp xúc với xi măng, gạch. Quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Phan Rang, Ninh Thuận. Ở Phan Rang, ở vùng biển không? Dạ đúng, em là dân làng Chài luôn. Ủa, rồi em biết đánh cá không? Dạ. Biết đánh dạ, cá không? Dạ biết, đánh cá, đánh người em đánh hết. Thôi đánh cá thì được chứ đừng có đánh người nha không? Hiện tại em về nhà thì em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Mẹ có dặn dò sao không? Dạ má em kêu thôi mày kiếm ai quen đại rồi đi sớm tao ở nhà ế quá. Nhà tới ba chị em gái mà chị lớn năm nay cũng ba mấy rồi cũng chưa lấy chồng. Vậy á dạ, hả? Nên má sốt ruột. Thôi bạn time đây. Bạn thích điều gì ở người bạn gái của bạn? Phải dịu dàng, biết nấu ăn thì ok. Rồi sao nữa? Sống tình cảm, biết chia sẻ công việc của mình và gia đình. Rồi những cái điều gì bạn không thích người bạn gái của bạn? Cảm đào em không thích, với lại đánh đá. Ưu điểm của bạn là gì? Em là thứ nhất là vẽ. Vẽ gì em? Dạ nhà cửa, người. Có người nữa thú hả? Bông này vẽ hết. Biết vẽ người nữa hả? Dạ biết. Ô lát em vẽ cô bé bên này coi, cô bé bên này xinh lắm nè. Dạ không, cái vụ vẽ người này là em cũng bị chia tay lần rồi nên rút kinh nghiệm lần này không vẽ nữa. Ủa sao vậy? Lần trước là em có quen một cô đó là quen được 6 tháng. Thì cô nói thôi anh vẽ cũng đẹp rồi, hôm nào anh vẽ thử cho em một bức. Cái em mới nói là vẽ anh ta xấu quá hả? Sao cầm bỏ không phải luôn? Em mới nói là anh phải có cảm hứng thì anh mới vẽ được. Mà từ đó em chưa hứng lần nào. Nè bây giờ nhìn cái mặt tôi nè, rồi tưởng tượng ra rồi vẽ đi. Đẹp. Nhưng mà vẽ không đủ giấy. Sao không đủ giấy? Rộng quá không đủ giấy. Tôi nói nè, cái cô dạ. Bên này người ta rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Em thích những người như vậy. Ta chơi với hoa không hà, thì mình làm sao một lát kéo màn lên ăn nói cho đàng hoàng. Dạ. Bên này ta muốn kiếm một người đàn ông về chăm sóc, có nghĩa là người ta sẽ nấu ăn rất là ngon. Biết nấu ăn hả chị? Người ta nói là ta muốn kiếm một người chăm sóc rồi mà. Em béo vậy chắc không cần chăm sóc nữa. Nó mà duyên được tôi chết liền á. Thôi khỏi đi, cũng mai mối vậy đó.
bực bội hả? Lâu lâu phụ nữ nóng nó vậy đó. Chị vậy Tường em vẽ khó. Tấm hình đi rồi anh gửi qua anh kia. Em xin một phút để vẽ anh Quyền Linh đi. Vẽ anh hả? Dạ. Cũng được. Rồi, ok. Vẽ đi, vẽ anh Quyền Linh ra thành anh Bạch Long đi rồi. Rồi, anh Quyền Linh ngồi xuống đây nè. Anh ngồi luôn hả? Dạ. Rồi. Rồi, tươi lên nha. Anh hả? Tươi rồi đó. Vẽ nha, tôi có đồng tiền nha. Có, em mà vẽ là đầy đủ những yếu tố anh có hết. Hồi hộp quá. Có ổn không đó? Thấy chưa? Xong. Rồi, ok. Rồi. Đâu, đưa tôi coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Hình tôi mắc cười vậy trời? Chú thấy ai mà vẽ hình tôi xấu như vậy chứ á? Hiểu sao? Hiểu sao bạn gái bỏ rồi cái gì? Đây tôi qua đây tôi cho bạn này coi, bạn coi bỏ luôn cho rồi mệt quá. Anh nè coi, em coi anh tức dữ sao. Anh đâu đến nỗi xấu mà vẽ anh vậy nè. Sao tự nhiên có hai cái mục rùi cái gì đây? Mặt có hai cái mục rùi hai bên nè. Cái hình này, hình này mà vỗ tay vậy? Hụt rùi đâu ra? Ủa? À cái này đẹp nè, này đúng nè. Trời ơi, con đánh lạc hướng ha, Dương Đông cái tay ha. Không được, dễ thương. Sao em cảm nhận cũng người hài bạn, hước lắm á. Bạn trai bên kia sao Huệ? Dạ, thấy bạn bên đó cũng dễ thương. Dễ thương cũng, phải không? Cũng hài hài. Nhưng mà em nghe anh nói là anh mập rồi. Em thích người mập nên em nghe là em thích. Trời ơi, dễ thương quá à. Bữa nay em tới đây với ai? Có ai ủng hộ em không? À, dạ, có bạn thân của em. Chào dạ, bạn chào chị. Em thấy cái anh bên đó làm sao? Em thấy bạn dễ thương mà chắc cũng hợp với Huệ. Hợp hả? Chắc nói hợp là hợp rồi đó em. Dạ. Vậy cũng chúc mừng em nha. Dạ, lát hồi em bấm nút liền. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy trời? Rất là hài hước ha. Rồi thôi, và cho kéo màn lên hai bên gặp nhau đi. Nói chung là bạn trai bên đây hài hước, rất dễ thương. Bạn bên đây rất là dễ thương, là chăm sóc hoa. Hy vọng rằng chăm sóc bạn này cũng giống như hoa bùm bụp. Rồi, 2 phút dành cho nhau, bắt đầu. Tự quay qua luôn đi chứ bấm nút dạ. Rồi còn nhờ tôi làm chi nữa. Chào anh. Nè, giới thiệu em dễ anh nè nha, chứ không phải nha. Dạ. Giống không? Đẹp quá. À, bạn thấy mình sao? Dạ. Có giống như những gì mà mình mong muốn không? Dạ, nói chuyện thì cũng dễ thương là lúc đó là thích rồi. em thích cái người yêu mình là cái tính cách là như thế nào? Tính. Mình không thích người nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Vậy là dạ. Bạn sẽ không được điều số 1. Tại mình rất là nóng tính. Tại vì em cũng nóng tính nữa. Mà hai bên mà nóng tính quá là gặp nhau cãi nhau sao? Rồi anh sẽ cố gắng. Rồi em cứ yêu cầu tiếp đi. Em thích người vui vẻ, hòa đồng. Ví dụ như đi chơi với bạn của em thì cũng nói chuyện với bạn rồi giống như là bạn của mình vậy, chứ không phải là vô thấy lạ cái không nói chuyện rồi tự nhiên cái hai bên mất tự nhiên. Nếu mà em có bạn gái nhiều nhiều thì cứ dẫn anh nói chuyện cho không sao đâu. Dạ. Chuyện hài hước. Rồi dắt bạn trai không mà được không? Được. Không. Mà miễn cưỡng. Dạ không, em không có bạn trai nhiều đâu, em bạn gái không. Rồi anh thích khúc đó đó. Miễn là có bạn gái nhiều là được rồi. Nhưng mà anh đừng cua bạn gái em là được. Không, không bao giờ anh cua. Dạ đúng rồi. Rồi chúng ta có 30 giây nữa. Nói chuyện tình yêu đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Em thấy trong mắt anh nó có gì? Hỏi vậy ta nói có cục ghèn rồi nhục. Không, không có. Tại vì người ta nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Em nhìn vô mắt anh, em cảm nhận gì? Em thấy gì hết trơn. Không thấy gì. Nếu mà mai mốt mà anh là bạn trai thực sự của em thì cái chuyện mà nóng tính của hai đứa em có thể cải thiện được không? Chắc cũng phải điều tiết một chút. Rồi ok dạ. Anh cũng hứa là anh sẽ điều tiết. Nói chung là mình sẽ mở máy lạnh thường xuyên cho đỡ nóng. Dạ, em ngồi đây em thấy nóng. Nói chung anh ngồi đây anh không thấy nóng. Nhìn em là thấy nóng rồi. Ủa sao em đã nhìn đâu anh không? Nè nói cho vui, nãy giờ tôi dìm hàng vậy là tôi cố tình đưa bạn lên đó, nghe không? Tôi dìm bạn xuống để bạn nữ này mới thấy được cái duyên dáng của bạn đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò với nhau hay không. 1 2
Nhanh anh vừa tường em hồi hộp quá. 2:30. 3. Không sợ không cháy đèn bóp bóp liên tục luôn. Không không cháy đèn là mất người yêu có luôn á. Chúc mừng hai bạn. Nói chung là mập không? Có bạn gái. Mập không? Tròn, nhìn dễ thương baby. Có lực không? Lực. Hẳm lên thử coi nổi không? Hai bạn tay nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu thử tiên thử sức kinh mà ẩm lên nổi không chứ? Dạ hai đứa em ẩm còn được. Cái gì vậy? Ông nụm vô duyên tới giờ dạ, phút dạ, cuối có. Ý em nói là hai đứa là mẹ con em ẩm còn được. Trời ơi chưa có gì hết. Bây giờ nhất ẩm thử lên cái coi cái nền nổi hả? Rồi chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và chúc rằng hai bạn sẽ được tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để